Hello mọi người, hôm nay thì bên Huy tiếp tục hành trình đi bàn giao âm thanh cho khách. Hôm nay thì bên Huy có một cái đơn hàng lắp cái bộ âm thanh gia đình cho anh khách hàng ở tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tiếp tục là loa Wonderfeel W12 và hệ thống dàn máy rất là gọn gàng đúng không ạ? Bây giờ xin mời mọi người theo bên Huy đi lắp đặt và bàn giao cấu hình âm thanh gia đình này cho anh khách ở tại quận 4 nhé. Let's go. Hiện tại thì bên Huy đã gần tới nhà anh khách rồi ha mọi người. Đang ở đường Vĩnh Hộp, chuẩn bị rẽ vô chỗ chợ Xóm Chiếu. Hôm nay thì đi khá là đông. Đây Mr. Phone, Mr. Phương và anh tài xế, trên đây là Mr. Hiếu. Hôm nay thì ở gần cho nên là anh em tranh thủ đi đông để chuyển hàng vô, do là từ cái đường lớn mà vô nhà anh khách là cái đường hẹp nhỏ, ô tô không vô được, phải đi bộ vô trong 300m. Chính vì thế là phải đi đông để vận chuyển hàng vô. Và sau đó thì chiều nay thì bên Huy có chuyến hàng đi Bến Tre để bàn giao một cái bộ loa kéo rất là VIP cho chị khách hàng ở tại Bến Tre. À, anh em chuyển đồ đi. Hiện tại thì bên Huy đã tới chỗ hẻm của nhà anh khách ra mọi người. Bây giờ thì anh em sẽ chuyển đồ lên cái xe đẩy đây và sẽ đẩy vào trong nhà và lắp đặt cho anh khách nhà mọi người. Bộ hôm nay thì lại tiếp tục là loa Wonderfeel và những thiết bị cao cấp của bên Huy. Đây, xin mời mọi người, bây giờ cùng theo Huy vô nhà anh khách lắp đặt và bàn giao cái bộ âm thanh cho anh khách nha. Cái phòng này là phòng kho. Dạ. Cho nên cái này em mới chọn ra thôi. Tại vì trên đây cũng dư phòng. Dạ. Em thấy ông Trâm ơi em mới mua vàng về để dạ. Em mới đặt cái TV ở đó. Dạ, có nghĩa là phòng này để làm kho rồi, giờ để chơi luôn hả anh? Chơi luôn. Dạ. Hiện tại đây là cái không gian phòng của anh khách ha mọi người. Phòng này thì hiện tại hôm nay bên Huy setup ở trong phòng này thì cũng vừa phải, không quá lớn. Thì với bộ này thì anh khách thứ nhất là để chơi ở trong phòng này. Thứ hai là anh ấy có một cái khuôn viên ở phía trước này ha mọi người. Đó, đây, ở đó, đây là phía trước anh khách đó là một cái khuôn viên trống. Thì ví dụ như có tiệc gì đó thì anh có thể là anh đưa ra ngoài đây anh chơi ha mọi người. Đó, đây là phía trước cũng khá là thoáng. Phía trước này rộng mà anh. Dạ, phía trước này rộng. Có tiệc đưa đây chơi đúng bài luôn này. Dạ. Dạ. Hiện tại thì ở đây là cái combo âm thanh hôm nay bên Huy sẽ lắp đặt cho anh khách ở tại quận 4 ha. Ở bộ này thì bao gồm một cặp loa full 30 Wonderfeel W12 và hệ thống dàn máy thì toàn bộ là những thiết bị cao cấp đúng không ạ? Một bộ quản lý nguồn điện Wonderfeel 802, một bộ micro Wonderfeel 720, một bộ vang số Wonderfeel 900 Plus và đẩy 4 kênh AD 4007. Thì những cái thiết bị này là toàn bộ những thiết bị cao cấp. Trong thời gian gần đây thì mọi người có thể thấy là bên Huy lắp đặt rất là nhiều cho khách hàng đúng không ạ? Chất âm rất là hay và bộ này thì được lắp trong một cái tủ rất là gọn và đẹp như thế này ha. Ok, bây giờ mọi người cùng xem bên Huy setup nha. We'll be right back.
chia cách nhau thì tình yêu không còn, giọt tình rơi bên thiên hôm nay con tình ngủ phiền. Hãy xoa lên từng bàn chân em qua, đừng có đôi tiếng những giấc mơ qua rồi, một mình anh tan nát miền ngang chân mình nhà ai. Còn tôi như thì bên Huy đã lắp đặt và setup xong cái bộ âm thanh cho khách hàng tại quận 4 ha. Bây giờ thì bên Huy đang hướng dẫn anh khách sử dụng toàn bộ hệ thống âm thanh này. Và bộ này thì cái con vang số thì nó đã có Bluetooth sẵn rồi, thì mình có thể là mình kết nối Bluetooth trực tiếp điện thoại vô, hoặc là mình có thể là sử dụng dây tín hiệu 3.5 để mình đưa từ điện thoại vô ha, rất là tiện. Đó, mọi người mà xem cái clip này thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video. Những anh em nào mà chưa nhấn subscribe kênh YouTube thì có thể là nhấn subscribe kênh YouTube để cập nhật được những cái clip mới của bên Huy nha. Thực tại này thì em mới sử dụng có hai kênh này thôi nha. Kênh 1 với kênh số 2 đang kết nối cho hai cái loa, kênh 1 là bên tôi là cái mình làm kia. Còn hai dưới hai kênh này nữa thì đến bữa mình có thể nâng cấp loa hoặc là thêm chút anh. Nếu ra không nhà đầu thì mình thêm chút hơi 40 là ok. Dạ, thế em đấy. Cái volume thì em đang để cái là cũng 3 giờ, cái volume này em để nguyên không cần bằng nữa. Dạ, còn trên cái vang số này thì đây là cái nút effect này. Đấy, cái này là cái hiện tại em đang để cho anh là 30. Cái volume nhạc thì là đang là 35, mà mình khi vào không gian nhỏ hơn thì mình vặn nhỏ lại, còn ra không gian lớn hơn thì mình vặn lớn hơn. Mic thì cũng như vậy, đấy mic. Đấy, mic thì vào không gian nào hẹp nhỏ quá thì mình vặn mic nhỏ lại, còn ra không gian lớn thì mình vặn lớn mic lên. Đấy, thế nó chỉ có 3 nút này. 3 nút là để vặn chỉnh này nhỏ lên hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì bên Huy mới kết nối dây qua cái TV của anh khách để truyền xuống cái bộ dàn máy này ha. Bây giờ để anh khách mở thử cái TV lên để xem chất lượng âm thanh ra thế nào ạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Sau này mà có vấn đề gì thì anh cứ gọi trực tiếp cho bên em, có nhân viên qua hỗ trợ cho anh ha. Dạ. Dạ, còn trong cái quá trình mà mình sử dụng ở đây này, ví dụ sau này mà anh muốn đưa ra bên ngoài anh dùng thì cái vấn đề mà anh đưa ra đó, phần dây loa anh không biết kết nối thì anh có thể gọi trực tiếp Zalo qua bên em, bộ phận kỹ thuật thì sẽ quay cái hình ảnh lên đó, thì bên em sẽ chỉ cho anh là ghim cái lỗ nào thì nó sẽ chuẩn cho anh ha. Hoặc là muốn di rời đâu đó mà không biết kết nối lại thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nha. Dạ ok, một lần nữa em cảm ơn anh. Dạ ok, cảm ơn Huy nhiều. Dạ ok nhé. Huy với anh em chúc sức khỏe tất cả. Dạ ok, dạ chúc sức khỏe anh và gia đình ha. Dạ dạ, anh cảm ơn Huy nhiều. Ok.